Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của mình Tự học Tarot cùng Thu Anh. Giới thiệu qua một chút về mình thì mình là một Tarot reader với hơn 7 năm kinh nghiệm, và đa phần các bạn biết đến mình thông qua kênh Trải Bài Chung, cửa tiệm chữa lành tâm hồn Magic Shop for Your Soul. Và đây là kênh thứ hai của mình, kênh để đáp ứng nhu cầu của các bạn có những bạn có nhu cầu tự học Tarot nhé. Thì các bạn có thể đặt lịch xem trải bài riêng với mình là số chiêm tinh cá nhân, hoặc học Tarot 1-1 với mình qua fanpage và hoặc là Instagram. Các bạn có thể tìm thấy link ở phần mô tả, hoặc là mình đã ghim ở trong cái phần bình luận. Cái bình luận được ghim rồi. Tóm lại là mình có rất là nhiều fanpage các bạn và nhiều kênh. Các bạn ủng hộ mình bằng cách theo dõi và ấn like hết tất cả các fanpage đấy nhé. Rồi thì hôm nay là tiếp tục về series, đúng không? Series phân tích chi tiết những lá 78 lá bài Tarot. Thì mỗi tập mình sẽ chỉ phân tích chi tiết một lá mà thôi. Và hôm nay là đến tập số 5, phân tích lá Emperor, hay còn gọi là Hoàng đế, hay còn gọi là Vua. Rồi tập trước mình đã phân tích lá The Empress, tức là nữ hoàng, đại diện cho năng lượng điển hình của người mẹ. Đang nhắc đến mẹ như thế nào? Mẹ là một người chăm sóc, cẩn thận. Cẩn thận thì không hẳn, mà là chăm sóc và chiều chuộng cho ta những thứ đầy đủ, thậm chí là có xu hướng là cho thừa. Thì cha là người như thế nào? Các bạn lưu ý cho mình, khi nhắc đến lá này ta nghĩ đến năng lượng của một người cha điển hình, năng lượng bố điển hình, cha điển hình. Chứ mình không còn bảo là bố của bạn, cha của bạn bắt buộc phải có năng lượng như thế này. Có thể bố của các bạn là ngoại lệ. Và khi mà nhắc đến cha nhá, ta nghĩ đến một người đàn ông trụ cột, có phần gia trưởng và có quyền lực, quyền hành trong nhà. Con cái sợ bố, đúng không? Khoan nói về ý nghĩa, ta nhìn hình ảnh trước là một ông này ông vua. Nếu như mà lá The Empress, nếu các bạn nhớ là một bà hoàng ngồi trên ghế gọi là chăn ấm đệm êm, thì ông này trông có gì rất là cứng nhắc này. Ông mặc áo choàng, thì ra bên trong nếu nhìn kỹ là có giáp sắt này. Đấy, ngồi trên ghế cứng như đá, bản thân ông ấy mặt trông rất là khó tính. Cái khó tính của người này không phải là khắt khe nữa, mà là bởi vì họ khó tính bởi vì họ muốn tỏ ra là người có uy quyền, người có quyền lực. Không, mà cũng không hẳn là tỏ ra bản thân họ cũng là người có uy quyền thật, có tiếng nói, có khí chất để mọi người phải sợ. Ở người này có gì đấy khá là độc đoán. Khi học bài Tarot ta học theo từ khóa, từ khóa, thì từ khóa của cả lá này là cấu trúc, hệ thống, quyền lực, luật lệ, lãnh đạo nhá, lãnh đạo. Cứ nhớ đến năng lượng cha điển hình đi, trụ cột. Đấy. Có gì đấy gia trưởng nhưng mà đáng tin cậy, rất là vững vàng. Lá này đại diện cho tất cả những người mang hình tượng người cha trong cuộc đời bạn, gồm có bố, giáo viên, sếp, và cao hơn nữa là vua của một đất nước, tức là gì, là chính quyền, là nhà nước của đất nước đó. Ví dụ bạn đang ở Nhật Bản thì Emperor của bạn chính là nhà nước Nhật Bản. Khi bạn ở Việt Nam thì Emperor của bạn là nhà nước Việt Nam, thế thôi. Luật lệ chính quyền, bởi vì ở nhà ai là người ban luật? Bố. Đến lớp ai là người ban hành luật? Giáo viên. Đi làm, sếp. Và khi mà ở một đất nước thì đó chính là nhà nước. Bạn hiểu nhá, cái lá này tức là chính quyền. Chính quyền, tức là mình thì mình đang ở Hà Nội. Đấy, thì Emperor của mình gồm có bố mình này, giáo viên thì mình bây giờ mình không đi học nữa thì không có này, có ủy ban nhân dân phường này, đấy, ủy ban nhân dân thành phố này, đấy, tất cả những cái thứ đó là mang hình tượng của Emperor. Chính quyền, quyền lực, ban hành luật lệ nhá. Rồi, thế còn từ khóa mà mang ý nghĩa tiêu cực của lá này thì sao? Mình nghĩ mà xem. Bạn thể động não trước khi là tiếp tục cái video này nhé. Từ khóa tiêu cực của lá này là cứng nhắc, có phần bảo thủ, cứng nhắc, bảo thủ, kiểm soát quá đà, kiểm soát quá đà. Đấy, vì bố, nếu như mẹ chăm sóc ta, chăm bẵm ta đến mức nuông chiều, thì bố là kiểm soát ta, muốn ta phải làm này rồi làm này rồi làm kia. Nhà nước cũng luôn muốn kiểm soát người dân, thế nên mới ban hành các luật lệ để kiểm soát, để muốn mọi người vào khuôn khổ.
Thật ra thì có hệ thống rõ ràng, có luật lệ rõ ràng sẽ giúp cho những thứ ở trong cái hệ thống đó được vận hành trơn tru hơn. Nhưng nếu mà lạm quyền thì sẽ trở thành là kiểm soát thái quá nhá, và dẫn đến đảo chính. Rồi, thế thôi, lá này thế thôi. The Emperor, vua, hoàng đế, nghiêm khắc, nghiêm túc. Và bạn nhớ cho mình là bởi vì lá này có đại diện cho chính quyền, nên với những bạn mà đang làm kinh doanh buôn bán hoặc là đi làm rồi đi, thật ra thì khi mà lá này ra thì ta hiểu là có thể ta sẽ gặp vấn đề gì với bố của ta, với cha ta, với gia đình ta, gặp vấn đề với chồng ta nếu ta đã có gia đình, gặp vấn đề với sếp, với giáo viên, với chính quyền. Nếu bạn gặp vấn đề với chính quyền thì bạn làm gì? Bạn làm sai luật chứ còn làm sao. Bạn phóng nhanh vượt ẩu, bạn vượt đèn đỏ, bạn bị công an bắt. Ok, thì nó đều được thể hiện qua Emperor nhá. Sau này chúng ta sẽ học lá số 11 là công lý. Nó cũng nói, nó không phải nói về chính quyền, mà công lý là nói về giấy tờ thủ tục pháp lý. Nhưng mà đôi khi giấy tờ thủ tục pháp lý là vì liên quan đến chính quyền, nhưng đôi khi giấy tờ thủ tục pháp lý liên quan đến người với người thôi. Bạn vay của một người, bạn ký giấy xác nhận với họ thế thôi. Đấy, có cái người này là có quyền lực, có quyền hành, chính quyền nằm trong tay và khá là cứng nhắc nhá. Trong chiêm tinh thì lá này đại diện cho năng lượng ở cung Bạch Dương. Đấy, luôn muốn là người đứng đầu, người dẫn đầu. Vấn đề là thế này các bạn ạ, mình không khuyến khích các bạn học bài tarot mỗi lá tượng trưng cho năng lượng của cung nào, bởi vì nói thẳng ra thì chiêm tinh và tarot là hai bộ môn không liên quan nhá. Nó là hai bộ môn không liên quan. Thế nên nếu mà bạn muốn miêu tả cung hoàng đạo của một người, mình khuyến khích các bạn nên tìm hiểu riêng chiêm tinh và tìm hiểu năng lượng của 12 cung một cách kỹ càng cho mình. Sau đó thì chúng ta dựa vào cả cái trải bài đó, cái năng lượng của cả trải bài, chứ không phải chỉ riêng một lá để nói về cung của một người. Ví dụ bây giờ bạn rút miêu tả người yêu tiếp theo, bạn rút được 3 lá, 3 lá đấy là cung Bạch Dương, cung Thiên Bình, cung Ma Kết. Thế là bạn miêu tả cho cái người đó là người yêu của bạn có thể thuộc 3 cung như sau: Bạch Dương, Thiên Bình, Ma Kết. Thế bây giờ họ bảo là thế miêu tả tính cách của 3 cung đó. Thế là bạn cũng miêu tả tính cách, cứ cho là bạn lên Google bạn search miêu tả được tính cách, thì tính cách của 3 cung đó nó đã chả ăn khớp gì với nhau. Thế là cái người nghe của bạn lại hỏi là thế cái người này bị sao nhỉ, đa nhân cách à? Thật ra thì tính cách là nó theo từng lớp, lớp tính cách, nhưng mà sẽ có một cái aura, một cái khí chất bao trùm. Thì bạn có thể miêu tả cái khí chất của họ bằng cách là học kỹ về chiêm tinh, chứ đừng có học về theo kiểu này nha. Rồi, bây giờ đến phần ví dụ của The Emperor, ok? Ví dụ trong cái trải bài về miêu tả tình cảm anh ta dành cho tôi. Đấy, giả sử hai bạn này là đang yêu nhau rồi, hiểu chưa? Chính thức rồi, nhưng mà cũng mới được một tháng thôi. Muốn biết là cái người này có muốn lâu dài cam kết với mình hay không, mà ra lá này tình cảm anh ta dành cho tôi thì cũng có thể là có đấy, nhưng tình cảm của anh ta nó hơi bị gia trưởng. Gia trưởng, anh ta có mong muốn kiểm soát bạn theo cái cách của anh ta, không hẳn là người xấu, nhưng mà tính của anh ta là người gia trưởng và có cái khí chất lấn át người khác. Nên nếu bạn lấy anh này về, có thể bạn sẽ phải nhún nhường anh ấy. Còn nếu bạn cũng là một người mang tính cách của Emperor, thì bạn hiểu đấy, trong một đất nước không thể có hai ông vua, chắc chắn là sẽ có cãi nhau xung đột ở đây. Một trong hai phải nhường, nếu không thì đảo chính, chiến tranh xảy ra và chia cách, xa cách. Đó. Một đất nước không thể có hai ông vua. Bạn đã đi làm ở đâu mà một nơi có tận hai sếp mà hai sếp bình đẳng nhau chưa? Dĩ nhiên phải có sếp trên, sếp dưới, sếp to, sếp nhỏ, sếp trực tiếp, sếp gián tiếp. Là vì thế, một vị trí không thể có hai người nha. Đó, thì đấy là tình cảm anh ta dành cho tôi. Anh ta có vẻ muốn nghiêm túc với tôi thật. Nhưng mà có gì đấy muốn áp đặt nhiều thứ cho tôi, kiểm soát tôi nhá. Cứng nhắc. Cái năng lượng của ông này nhỉ, mình muốn nói một chút cái năng lượng của ông này. Cái năng lượng của một cái người mà mang năng lượng của Emperor á, là một người mà có khí chất khá là mạnh, nhìn vào phát ra ngay. Và sau này bạn sẽ học được một, ngay cái
Bài sau bạn sẽ học lá là lá the hierophant. Cái lá đấy nó cũng có cái năng lượng giống cái lá này ở chỗ là cứng nhắc. Nhưng mà cái ông này ông cứng nhắc không phải là cứng nhắc theo luật lệ đã đề ra. Ông này là cái kiểu gì? Ông là vua. Ông ấy phải tự ban hành luật lệ của mình. Thế nên đặt cái người mang năng lượng này vào môi trường làm việc, làm cấp dưới của người khác, họ không chịu được đâu. Họ không chịu được đâu. Và ông này là cái kiểu nếu cái hệ thống có sẵn không tốt, tao sẽ đập đi để xây lại bằng cái hệ thống, bằng luật lệ của tao. Và nó cũng khá là giống với năng lượng của Bạch Dương. Không chịu theo cái luật lệ của người khác hay là hệ thống có sẵn mà tự mình xây một thứ cho riêng mình. Năng lượng của số 1 của cung hoàng đạo đầu tiên của Bạch Dương, của con cừu. Đấy, nhá. Đây là Emperor. Rồi, thế trong trải bài về vẫn là tình cảm đi. Một mối quan hệ đang cãi nhau to, hỏi xem là lời khuyên cho mối quan hệ này có nên chia tay không mà ra lá này. Thật ra thì nếu mà ra một lá thì ta chưa nói được nhiều. Nhưng giả sử nhá, giả sử trong trường hợp này bạn chỉ được phép rút một thì ra lá này, thì mình có thể khuyên họ là hãy ngừng kiểm soát, buông bỏ kiểm soát người đó, buông bỏ kiểm soát mối quan hệ. Đấy. Có thể là bạn luôn mong muốn họ hành xử, hành động theo cái cách, style, phong cách của bạn. Nhưng trong một mối quan hệ ta học cách gì? Nhường nhịn và thỏa hiệp và chấp nhận cái phần tính cách của người kia, chứ không phải là mong muốn người kia hành động theo mình. Bạn đang yêu một con người chứ không phải là bạn đang... Chứ cái đứng cái người đó không phải là con gái, con trai của bạn mà bạn áp đặt cho họ. Đấy, nên có thể là bạn đang hơi bị cứng nhắc quá và bạn có xu hướng kiểm soát họ, kiểm soát mối quan hệ. Mối quan hệ không được như ý muốn hay là mình dồ được hết cả lên. Thì lá này là như thế. Nếu trong công việc một bạn hỏi chung chung trong thời gian tới, công việc đang làm nhân viên văn phòng rất bình thường thôi, hỏi chung chung 3 tháng tới có gì lưu ý công việc không, ra lá này thì chắc là phải lưu ý về sếp của bạn đấy. Đấy, có thể nó sẽ có nhiều trường hợp nhá, ta phụ thuộc vào các lá khác, nhưng mà hoặc là bạn ý gặp vấn đề với sếp. Đấy, nhưng mà với lá này thôi, ta chưa biết là sếp sẽ ghét hay là sếp quý bạn ý. Mình chỉ biết là sẽ có mang năng lượng của sếp trong công việc, hoặc cái thứ hai là bản thân bạn ý được cất nhắc lên một vị trí làm sếp, làm lãnh đạo, cái vị trí có quyền lực, có thể không phải là trưởng phòng hay là giám đốc mà chỉ là trưởng nhóm dự án, nhưng mà cái vị thế đó khiến cho bạn một là có quyền lực, hai là có người ở dưới được quyền phân công bảo ban người khác. Thì đấy là về công việc. Đấy. Thử xem câu hỏi về một bạn đang thất nghiệp 6 tháng đi, mà bạn hỏi là trong thời gian tới có tìm được việc không mà ra lá này. Đấy, thì thật ra cũng khó. Cũng khó để nói. Lá này thì nó không hẳn là một năng lượng tích cực để ta có thể say yes ngay từ đầu, mà nó cũng không hẳn là một cái gì xấu để ta nói no. Đấy, mình chỉ cảm nhận được xương xương. Đấy là ra lá này thì có thể là trong thời gian tới bạn ấy tìm được việc, nhưng mà chỗ làm của bạn ấy gặp được một cái người mang năng lượng Emperor, một người sếp rất là khó tính và sẽ soi xét, gọi là đánh giá, xét nét. Cái người này không hẳn là xét nét mà là khó tính thôi. Khó tính với bạn đấy. Nếu bạn làm tốt thì họ cũng sẵn sàng thưởng bạn, chứ không phải là cái người lươn lẹo. Nhưng mà vấn đề ở đây là bạn phải theo luật của họ, bạn phải chơi theo luật của họ. Còn nếu mà bạn muốn tự mình có luật lệ riêng thì bạn không hợp với người này. Đấy, hoặc là vẫn là cái trải bài đấy, nhưng mà một số bạn sẽ nhìn nhận theo cái cách là cái người này tốt nhất không nên đi tìm việc nữa, mà hãy tự làm một cái gì đấy của riêng mình đi, bởi vì họ không hòa hợp với bất cứ ông sếp nào đâu, bà sếp nào đâu. Họ phải được ở trong cái vị thế là sếp, người đứng đầu. Đấy. Dĩ nhiên là bạn không thể vào làm một công ty mà một phát bạn lên làm vị trí quản lý được, trừ khi mà bạn đã chịu làm nhân viên một thời gian dài. Còn nếu bạn còn trẻ, 23, 24 tuổi đấy, thì bạn mà bạn mang năng lượng lá này thì bạn nên làm chủ, nên tự mình làm một cái gì đó nhá. Ok, thì đấy là phần phân tích chi tiết của lá bài số 4, bộ ẩn chính The Emperor, vua, hoàng đế, quyền lực. Chắc mình sẽ dừng cái video này tại đây. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và lắng nghe. Đừng quên là tiếp tục ủng hộ những video mới trong kênh Tự Học Tarot cùng Thu Anh nhé. Bye bye.